Kính chào quý vị các bạn, mình tên là Thành, tư vấn bán hàng của hãng xe Mazda Quảng Ninh. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc xe thuộc phân khúc B. Khi nhắc đến phân khúc B, người ta sẽ thường nói những chiếc xe như Toyota Vios hay Hyundai Accent. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc xe Mazda 2 phiên hatchback phiên bản Premium. Chiếc xe nhập Thái nguyên chiếc. Chiếc xe Mazda 2 được lấy thiết kế từ ngôn ngữ thiết kế Kodo, linh hồn của sự chuyển động, tạo nên những đường nét dập khuôn uyển chuyển, tạo cho chiếc xe vẻ đẹp sang trọng. Như các bạn cũng nhìn thấy, phía trước đây là phần đầu xe. Đây là cụm đèn của chiếc xe được sử dụng công nghệ đèn LED cho ánh sáng màu trắng. Phía dưới đèn sương mù. Bên cạnh đèn LED là một dải mạ chrome kéo dài giữa hai cụm đèn, là cụm lưới tản nhiệt hình thanh ngang, tạo nên vẻ khỏe khoắn cho chiếc xe. Ở phần giữa chính diện đây là logo Mazda được tạo vẻ chính diện đây. Về phần phía bên trên này là phần gạt mưa gạt nước, có tích hợp chức năng tự động. Sau đây mình xin giới thiệu về khoang động cơ của chiếc xe. Động cơ Skytech 4 xi lanh thẳng hàng. Động cơ sử dụng động cơ 1.5. Dung tích xi lanh là 1.496. Cho công suất cực đại là 109 trên vòng tua 6.000. Mô men xoắn cực đại là 141 trên vòng tua 4.000. Phía dưới đây là hộp số 6 cấp tự động tích hợp chế độ thể thao. Như phần bên này, phần bên đây là ắc quy. Bên phía dưới đây là nước làm mát của xe. Bên trên đây là nước rửa kính. Ngoài ra, chiếc xe Mazda 2 còn được trang bị những tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử DSC, hệ thống hỗ trợ chống trượt TSC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về phần thân xe. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về phần thân xe của chiếc xe Mazda 2 này. Như các bạn cũng thấy, chiếc xe Mazda 2 thuộc thiết kế nhỏ gọn với chiều dài là 4060, chiều dài là 1695 và chiều cao là 1495mm. Chiều dài cơ sở của chiếc xe là 2570mm, khoảng sáng gầm xe là 143mm, bán kính quay vòng tối thiểu là 4,7m. Phía trước đây là phần lốp xe. Lốp xe sử dụng công nghệ lốp Dunlop, sử dụng la răng 16 inch. Phía bên trên đây là phần gương chiếu hậu của xe, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ. Chúng ta cùng tìm hiểu về khoang phía sau. Khoang phía sau của chiếc xe ngồi rất là thoải mái. Còn màu sắc của nội thất chúng ta có thể tùy chọn cho khách hàng nội thất màu đen hoặc là màu kem, tùy sở thích của khách hàng. Giới thiệu với các bạn về phần đuôi xe. Như hướng tay tôi đây là đèn hậu được kéo dài từ hông xe cho đến phần đuôi xe. Ở phía dưới là logo của động cơ. Ở phía giữa đây như chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây là logo của chiếc xe. Phía bên trên đây là đèn tích hợp và đèn phanh. Bên trên nữa là anten vây cá mập. Chiếc xe Mazda 2 được trang bị là cảm biến và camera lùi ở phía sau, giúp người lái có thể lùi đỗ xe dễ dàng hơn. Đây là khoang hành lý. Khoang hành lý của chiếc xe Mazda 2 được thiết kế là 280 lít. Nhưng mà khi chúng ta có thể gập được hai hàng ghế này xuống thì chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ. Ở phía bên tay phải tôi đây là nơi để đổ nhiên liệu. Thùng nhiên liệu của chiếc xe là được sử dụng là 44 lít. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về phần nội thất bên trong xe. Đây là phần nội thất bên trong xe. Ở phía bên cánh cửa bên tay trái là được tích hợp những nút chức năng như chỉnh gương, gập gương. Ở hai nút này là khóa kính và khóa cửa. Bốn nút phía dưới là mở cửa kính. Sau đây tôi mời các bạn đi cùng tôi đi tìm hiểu về phần nội thất bên trong xe.
Giới thiệu các bạn, đây là khoang lái của chiếc xe. Ở bên tay phải tôi đây là nút, được tích hợp nút chức năng iStop dừng đỗ thông minh. Phía trước mặt tôi đây là chiếc vô lăng 3 chấu thể thao, được tích hợp các nút chức năng như bật loa to nhỏ, chuyển bài, lách bài, đàm thoại rảnh tay. Bên tay phải là được tích hợp nút chức năng như giữ chân ga tự động. Ở phía đằng sau là hai lẫy chuyển số trên vô lăng, rất thuận tiện cho những người muốn trải cảm giác xe bán tự động. Ở cần đây là cần bật đèn tắt đèn, tích hợp là chức năng tự động. Đây là cần gạt mưa, cũng được tích hợp chức năng tự động. Phía trước mặt tôi đây là cụm đồng hồ 3 ngăn riêng biệt. Phía tay tôi đây là nút start stop. Về phần mặt táp lô thì phía bên trên đây là màn hình DVD cảm ứng 7 inch. Phía dưới đây là cụm điều hòa tự động. Ở phía dưới đây nữa là đầu đĩa CD, rất thích hợp cho những người nghe và những người nghe nhạc bằng đĩa. Ở phía dưới là hay là cổng sạc USB. Còn ở phía dưới đây là nút Sport cho những ai thích lái chế độ thể thao. Và đây là cụm Mazda Collect. Cụm này thì được điều khiển trên đồng hồ này, khi mà xe di chuyển ấy thì mình sẽ không cảm ứng được trên màn hình này mà sẽ sử dụng bằng những nút chức năng đây. Đây là chiếc phanh tay. Trên chiếc xe thì được trang bị là 6 loa cao cấp của Mazda, cho nên nghe nhạc được rất là thoải mái khi mình sử dụng đến âm nhạc. Chiếc xe được trang bị là tổng là 6 túi khí, rất an toàn cho những người ngồi bên trong xe. Cũng giới thiệu qua về chiếc xe Mazda 2 Hatchback phiên bản Premium. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn các bạn trong những clip khác.